Chào các anh chị và các bạn, hôm nay các anh chị và các bạn cùng mình xem bộ ảnh du lịch Dubai nha các bạn. Đây là sân bay Dubai nè các bạn. Còn đây là khu vực chờ bay nè các bạn. Còn đây là tiền Dubai đó các bạn. Đây là những điểm du lịch đẹp đó các bạn ạ. Còn đây là siêu thị chuyên bán trái cây đó các bạn, rất là nhiều trái cây các bạn ạ. Còn đây là thánh đường lớn nhất Dubai đó các bạn. Đây là vườn hoa lớn nhất Dubai đó các bạn. Họ chỉ mở khi hết mùa hè, mùa mát đã tới là mùa cuối năm đó các bạn, thì họ sẽ mở cho khách tham quan lại. Họ trang trí rất đẹp các bạn ạ, và nhiều kiểu dáng để cho khách tham quan du lịch chụp ảnh làm lưu niệm đấy các bạn. Còn đây là sa mạc, chỗ chạy xe địa hình đó các bạn. Cũng giống như mình chạy xe địa hình ở Phan Thiết đó các bạn ạ. Thank you.
Sau khi chạy xe địa hình xong rồi đấy các bạn, thì trời đã về chiều và mình sẽ về đây ăn tối này các bạn. Còn đây là bờ biển cánh buồm đó các bạn. Đây là một hồ cá đại dương lớn nhất Dubai đó các bạn. Đây là tòa nhà cao nhất Dubai đó các bạn ạ. Dubai có những cung đường thật là đẹp các bạn. Còn đây là một trong những ngon ở Dubai đó các bạn. Ở những khu vực trưng bày như vậy này các bạn có thể thoải mái chụp hình để làm kỷ niệm. Đây cũng là cảnh buổi sáng một bờ biển ở Dubai đó các bạn. Thank you.
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Nếu hay, các anh chị và các bạn like, bấm chuông đăng ký, chia sẻ giùm mình. Cảm ơn các anh chị và các bạn thật nhiều.